Hello, xin chào anh em. Chào mừng các bạn quay trở lại với clip tiếp theo của kênh. Thì trong clip hôm nay thì mình sẽ đánh giá cũng như mình nói sơ bộ về tựa game Võ Lâm Việt Remax. Vì cơ bản thì mình nhấn mạnh một điều rằng đây không phải là tựa game của Thạch Long 78. Thạch Long 78 đã bán sụp nguồn lại rồi, không còn liên quan gì tựa game này nữa. Và tựa game này hiện tại đang có team khác, người ta mua lại, người ta sở hữu và người ta open kiểu vậy các bạn. Và hiện tại là Võ Lâm Việt người ta remake, phải nói là người ta ví dụ như là nó cũng chung cái nền tảng giống như tựa game Võ Lâm truyền kỳ 1 thì cũng là nó đấy các bạn, cũng là team đó đấy. Nhưng mà bây giờ là team đó open được hơn 1.5 năm rồi nhưng mà chưa có skill 120, rồi chưa có những tính năng liên đấu hay là công thành chiến. Thì bên cái Võ Lâm Việt này người ta lại update full có skill 120 và skill 120, skill 90 gì đó là chúng ta đều làm nhiệm vụ có các bạn nha, chứ không phải bỏ tiền ra mua. Làm nhiệm vụ có. Rồi. Về liên đấu, về công thành chiến, rồi về giả tẩu, rồi các loại đầy đủ những tính năng cơ bản nhất của game. Không có đa dạng nhiều nhưng mà những tính năng cơ bản nhất là nó có. Đặc biệt là có tính năng liên đấu thì mình thấy rất là thú vị. Và ok thì mình sẽ có những clip mình chia sẻ thêm cho các bạn thêm về những cái sau của đề Võ Lâm Việt. Thì cái vấn đề Võ Lâm Việt này nó có những cái vấn đề gì mà mình lại review, và có lẽ là mình sẽ review nhiều về nó. Đầu tiên thì các bạn cứ nghĩ rằng khi chúng ta chơi game thì chúng ta phải nói là bước đầu là các bạn sẽ cày cấp. Đấy, cày cấp, sau đó chúng ta sắm đồ. Nếu những server giải trí thì nó là không cày cấp thì nó cũng là sắm đồ. Thì khi các bạn sắm đồ để làm gì? Để các bạn có thể thủ trâu hơn, các bạn BK mạnh hơn, các bạn đánh tốt hơn. Nhưng ở một số tựa game thì về cân bằng môn phái nó chưa đầy đủ, nó chưa hoàn thiện. Thành ra là khi các bạn có mặc đồ nhiều, các bạn đam nhiều, nhưng thực sự ra cái cảm giác các bạn đem lại khi các bạn sắm đầu tư tiền như vậy thì nó lại không đầy đủ, nó không thỏa mãn. Thì cuối cùng lại là vấn đề gì? Vấn đề là cân bằng môn phái. Bởi vì khi các bạn cân bằng môn phái đầy đủ rồi thì cái việc chúng ta sắm đồ, chúng ta đang trang bị đồ, chúng ta đầu tư tiền thì nó là hợp lý, bởi vì cái môn phái đó nó phải là như vậy. Thì ở tựa game Võ Lâm Việt này nó được cái vấn đề cốt lõi đó là cân bằng môn phái, chuẩn PC, chuẩn Vinagame. Nói chung là vì ông Thạch Long 78 đi, ổng là người ở thế hệ 8X của chúng ta, là nói thì nói là 78 nhưng thực tế ổng là sinh năm 8X đấy các bạn, ổng 8X. Ông là thực là thế hệ 8X của chúng ta. Và ông đã trải qua cái phiên bản công thành chiến cũ, thời điểm cũ. Thành ra là ông quá hiểu về cái chất game nó cần cái gì và nó như thế nào. Và ông là người đầu tiên tiên phong trong làng game lậu, Võ Lâm PC lậu đầu tiên mở server Tân Kiếm Hiệp, thời điểm cũ các bạn, thời điểm 2010-2011. Cho nên ông là người đi tiên phong. Thành thứ ra là mọi cái vấn đề là ông rất là hiểu. Thành ra là về cân bằng môn phái, đây là một tựa game duy nhất cân bằng môn phái chuẩn, không cần chỉnh, chuẩn từ mã nguồn, từ sub game cho đến cấu trúc ship lụa. Thành thử ra là khi chơi được game này các bạn không cần phải lo lắng là hỏi anh Ken ơi, liệu thì môn phái nào nó mạnh, môn phái nào nó pro, môn phái nào nó hay anh không. Cái đó thì chúng ta sẽ đặt một cái câu hỏi khác là chúng ta lựa chọn những môn phái nào chơi phù hợp với những cái hướng nào. Còn môn phái nào mạnh, không có môn phái nào mạnh cả, bởi vì nó cân bằng môn phái cực kỳ tuyệt vời. Thành ra các bạn đừng hỏi mình là anh kia nha, chơi môn phái nào VIP, không biết. Bởi vì nó cân bằng, rất chuẩn. Là một tựa game phải nói là từ hồi PC nó đã chuẩn rồi, huống hồ gì là mobile các bạn. Cho nên khỏi phải chê về ông Thạch Long 78. Thì cái sub game này của một team khác người ta sở hữu, người ta xây dựng, và hiện tại là remake thì nó lại thêm nhiều các vấn đề khác nữa. Trong đó có kỹ năng 120, rồi những tính năng khác, và mình thấy thích thú nhất là tính năng liên đấu. Có tính năng liên đấu là cực kỳ thú vị. Bởi vì khi môn phái nó đã được cân bằng rồi thì các bạn trải nghiệm, các bạn liên đấu, các bạn sắm trang bị đồ, các bạn mặc nó cực kỳ cảm giác. Nó cực kỳ cảm giác các bạn. Bởi vì nó đã cân bằng chuẩn rồi. Khi các bạn đầu tư vài chục triệu vào, các bạn sắm một set đồ thì thật sự rằng là phải nói là BK liên đấu nó cảm giác rõ ràng. Còn các bạn sắm một set đồ vài trăm triệu nhưng mà các bạn BK nó không được, bởi vì cân bằng nó không chuẩn, các bạn BK các bạn lại ức chế, thì đó là gọi là chúng ta bỏ tiền ra, chúng ta thỏa mãn về giải trí tinh thần, nhưng mà tinh thần nó lại càng ức chế hơn, nó không giải trí được.
thì ở cái này đấy. Nhưng mà ở Valorant Việt thì nó tất nhiên nó sẽ có những cái bị hạn chế ở về tính năng đa dạng game này, nó không đa dạng về tính năng nhiều này, rồi một số cái hạn chế khác vì auto nó không phong phú, rồi kênh chat nó không hiển thị Xtream để chúng ta có thể thấy rõ, rất nhiều các vấn đề hạn chế khác. Nhưng mà mình nghĩ những cái hạn chế đó thì chúng ta có thể khắc phục được, ví dụ như chúng ta không thể có những chia chia nhiều cái kênh chat, có những cái tổ đội riêng thì chúng ta có thể lập những cái nhóm Zalo, những group, chúng ta sẽ giải quyết được hết những vấn đề đó. Và các bạn thấy không, nó không có khó. Và Võ Lâm Việt thời điểm hiện tại là Võ Lâm Việt kỳ một mobile, người ta cũng đã vẫn open và vẫn có một lượng người fan hâm mộ và người fan họ chơi trải nghiệm hơn 1 năm rưỡi, bởi vì người ta thích một cái duy nhất là căng bằng một vái, kiểu vậy đó các bạn. Ok, đó là chia sẻ của mình, đó là chia sẻ sơ bộ thôi. Còn về chi tiết thì mình sẽ có một cái clip từng mục mình gạch đầu dòng, mình phân tích cho các bạn khi phiên bản game được chính thức gọi là test ra đời. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của okay. Chúc anh luôn sức khỏe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và đừng quên đăng ký theo dõi ủng hộ mình. Xin chào anh em.